Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý kinh tế trong hoạt động phát thanh truyền hình năm 2022. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các sở thông tin và truyền thông, cùng lãnh đạo các cơ quan đài phát thanh truyền hình địa phương. Hội nghị lần này tập trung vào các chuyên đề gồm báo cáo tổng quan về hoạt động sản xuất nội dung của các đài phát thanh truyền hình, cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong thời gian qua của các cơ quan báo nói, báo hình và những vấn đề cần quan tâm khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 60 năm 2021 của Chính phủ, thực hiện Nghị định số 32 năm 2019 của Chính phủ trong lĩnh vực báo nói, báo hình, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, xây dựng phương án giá sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, tổ chức đặt hàng cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ giao kinh phí thường xuyên sang giao nhiệm vụ đặt hàng và đấu thầu, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực phát thanh truyền hình trong thời gian đến.